người nhá. Lễ hội Hoa Lan ở đền Hùng Phú Thọ nhá. Nay xá Kim Trung Hoài Đức Hà Nội đấy nhỉ. Phải biết địa chỉ không nhỉ? Nay xá Kim Trung Hoài Đức Hà Nội. Đồng Phượng, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh mang ra đây. Hoa Lan Yên Bái này. Cô bé công viên mình vẫn đang rất là chuyên nghiệp, tác nghiệp rất là